xin lỗi mọi người nha. Mọi người cùng đi thăm vườn đây mình nha. Đây là vườn khổ qua của mình nè. Lộn dàn khổ qua chứ. Ơi, trái to chưa? Mới có 2 ngày thôi, 3 ngày. Nhiều lắm nha. Trời trời, đếm sơ sơ cũng gần chục trái nha. Bữa nọ đếm nhiều lắm mà kiểu càng đếm càng rụng gì ấy. Nhìn đã quá đã. Hoa trái trái rồi. Nhìn mắc mê luôn nha. Nhưng mà cái mùi của cái hoa khổ qua ra rất là thơm nha. Mình rất là thích ngửi nha. Rồi cái bầu nha. Bầu này bầu lôi nha. Mình chưa thấy nó đậu trái nha. Nào đậu trái mình cho mọi người khoe mọi người nha. Trời, nhìn ngọn quá trời ngọn này. Ngọn bầu ăn đắng nhất à. Trời trời. Lúc này là cái này húng quế húng chó này. Ui, này tốt quá tốt này. Nắng quá nắng này tốt. Đây là ngò gai nè. Ngò gai cũng chuẩn bị sắp sửa được ăn nha. Cuối tuần này là ăn được đó. Ê, nói chung ăn lẻ rãi được hả nha. Dàn bầu nhìn đã ghê luôn đó. Mà biết có trái không nha. Đấy, khu quê mình ở này. Trời ơi trời. Quê gì đâu mà nó quê toàn rừng với rú gì đâu không. Nhìn thấy mắc quái luôn nha. Chán luôn ạ. Đây ớt cay nè. Ồ ớt cay nhiều nha. Năm nay mình ớt cay có vẻ là cũng tốt tốt đi chăng năm trước nha. Hy vọng là sẽ được ăn sớm hơn năm trước. Năm trước mãi tháng 9 tháng 10 được ăn. Cà chua bi này. Trời, cà chua bi trái gì đâu mà trái. Đùm đùm đậu cái trái nha. Quá trời trái luôn này. Cho năm sau trồng cà chua bi nữa quá. Làm cây cà chua bi. Ui rau răm này. Rau răm này lên như rừng luôn nha. Cái khúc này là ngò ôm này. Đấy. Của cái rau ngõ. Mình có mấy cây mùng tơi nha. Mùng tơi mình cũng khá là tốt nha. Bự đùng nha. Đây là đậu đũa của anh hàng xóm này. Của anh Vĩnh đẹp trai. Khúc này mình có mấy cây ống quế. Mà kiểu ống quế khúc này thì nó bị cây cà chua nó áp nha. Lớn nổi luôn. Hút hết nước gì. Cây nào cũng teo top nha. Đây có mấy cây ớt khổng lồ nè. Ý, mấy cây này kiểu cũng đang ra hoa nha. Chắc nửa tháng có trái rồi. Đây cũng là cái cà chua khổng lồ này. Cây này cây cà chua này cao 1m7 mấy luôn đó nha. Trời cao bằng mình luôn á. Khiếp chưa, đậu đũa này nhiều lắm nha. Nhìn vậy thôi chứ mà hái là hơi bị nhiều nha mọi người. Chắc hái là cả ký á. Quá trời nhiều luôn. Nhìn chưa, đã to dài này không có xịt thuốc gì luôn nha. Hay có cái là không bị sâu đục nha. Còn đây là rau muống của anh Bình nè. Ui rau muống này ăn bao nhiêu đợt nha. Nhanh ghê luôn á. Còn anh Bình anh không trồng ớt cay mà anh đi trồng ớt chuông nha. Hay lắm nha. Đó, anh Bình ớt chuông anh Bình ra trái nè. Đó, sắp sửa được thu hoạch nè. Đã chưa, đã lốt nữa nè. Mê luôn nha. Khúc này anh Bình trồng cái cây ngò ôm nó tốt cực kỳ luôn nè. Rau răm mà cũng tốt quá trời tốt luôn nè. Trời, bữa nào ăn gì ra trộm mới được. Còn đây là mướp nha, mướp này mướp hương nha mọi người. Qua wow, trời mướp hương bò. Chua thêm một cái bông luôn á. Không biết có trái không nữa này. Còn là cái phía bên này nha, phía xa xa nha. Này không ai trồng mình cũng trồng luôn. Đó, ớt với lại húng quế quá trời quá đắt này. Nhiều lắm nha. Đó, khúc này cũng có mấy cây ngò gai nè. Ngò gai là hùng đẹp trai trồng nè. Hi, hoa trời quá đắt này. Còn rau răm này cái vườn này là vườn của bạn Hằng nha. Bạn Hằng cũng đang tuyển người yêu nha. Con gái cao 1m67-68 nha. Đẹp gái nha, quê Hà Tĩnh nha. Ưu tiên các bạn trai ở Hà Tĩnh nha mọi người. Đẹp trai nha, cao to đến hồi là chỉ tiêu của bạn ấy. Hoa trời quá đắt, vườn này tốt đẹp nhất trong đây luôn mọi người. Giờ mình sẽ hái một ít húng quế nha. Vào mình nấu một nồi canh chua nha. Nhìn mấy ngọn rau to đùng mà ú nụ nè. Nhìn đã ghê luôn trời. Phê 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 phê. Ấy nhìn ngọn bí nè. Bí của anh Bình. Bí nó bự gì đâu mà nó bự nha. Quá trời nhiều khó mọi người. Nhưng khúc này nó trời quá trời quá trời quá trời này. Cái này là có 3 gốc rồi nha. Bạn mình cho mình 4 hột. Nhưng mà mình lên được 3 hột nha. Đó, làm thế ngò gai. Ngò gai khúc mía này ăn được rồi nè. Tỉa tỉa ít lá vô nha. Trời. Canh chua có ngò gai với lại húng quế luôn nha. Đó, đây cà chua nè. Tỉa mấy cà chua tí cho nha. Này cà chua bi à. Quá trời đã rồi nè. Xài lắm nha mọi người. Khúc này mình có mấy cây lá lốt nha. Lá lốt của mình giờ mới bắt đầu bò à. Không biết có kịp ăn không nữa. Đây, dưa hấu của mình đây. Cũng có trái nha. Nhưng mà mini bằng đầu ngón tay à. Đây còn dưa hấu vườn của bà ngoại nè. Trời ơi, vườn của bà ngoại gì đâu. Một gốc tới chục trái rồi. Nhìn mắc ham luôn á. Còn dưa hấu của mình thì thôi luôn á. Đúng là chồng tưởng chết rồi. Qua wow, trời quá đất này. Thôi, hai mớ cà chua nha. Đứng xàm xàm hồi trời nắng lắm. Chắc đen cái da của mình mất. Khổ lắm. Ăn dưỡng cái da nó trắng trắng này nè. Mình quên nữa nha. Mình phải hái ít ngò ôm nữa nha. Cái này kêu là ngộ rau ngộ nha. Rau ngộ hoặc ngộ ôm nữa nha. Đó, mấy cọng rau ngộ mình bự chà bá nha. Mình còn được có mấy cọng rồi nha. Nhìn nó leo que má gớm á. Mới hái chút xíu mà vô nhìn khá nhiều nha. Cà chua nói chung cũng ok, cũng đủ ăn nha. Được bữa canh chua đó. Canh chua này mình đã nêm sẵn nha. Khóm với lại cà chua cho mình nấu nãy giờ nha. Cho nó ra nước chua chua nha. Mình có 2 miếng cá sapa với lại 1 miếng cá cam nha. Wow, trời nhìn cà chua nhìn đã ha.
phê đó. Sau mình cho thêm bắp cải nha, mình thích ăn bắp cải, kiểu canh chua có bắp cải cho ăn rất là phê mọi người. Mình thích bắp cải nha, mình cũng có thêm giá nhưng mà giá mình không cho chung nha, lúc sau nha. Đậu bắp quá trời đậu bắp luôn nè, đó, nhìn xanh xanh đỏ đỏ như thấy mê nha. Rồi mình sau mình cho rau nêm nha, mình nêm rau rau thơm như nó là ok mọi người, nêm sao vừa ăn là được nha. Ui không cần, quan trọng quá ngon nha, mình không ăn ớt nha, tại vì nhà mình hết ớt nha. Mọi người còn ăn canh chua nha, à, canh chua mình ăn cơm trắng chấm lại nước mắm ớt cay nha. Bye bye mọi người.